Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì anh em mình vẫn đang có mặt tại biển Mũi Né nhé các bạn. Sáng ngày hôm nay thì anh em mình đã đi trải nghiệm rất là nhiều điều tuyệt vời của Mũi Né, trong đó có suối Tiên này, rồi đồi cát bay bầu trắng. Tuy nhiên các bạn sẽ trải nghiệm những điều tuyệt vời đó trên kênh Sapa TV nha. Còn bây giờ là buổi trưa rồi và anh em mình rất là đói bụng các bạn ạ, và mình quyết định trở lại với cung đường Nguyễn Đình Chiểu, hay còn gọi là đường Bờ Kè đấy. Thì ở đây có rất là nhiều quán ăn ngon, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái món mà đặc biệt nhất mà đó giờ mình chưa từng review, là đặc sản của Bình Thuận, đó là con rông cát nha các bạn. Nhưng mà hôm nay đứng đây á, anh Hải có biết là phía sau lưng anh có điều gì đặc biệt không? Phía sau anh là biển thôi. Để Thái tiết lộ. Chào Thái nhà biển nha. Chào anh, chào tất cả mọi người trên kênh anh Phạm Dũng. Thì tại đằng sau anh Hải á, những cái lúc mà anh ăn những con tôm to khổng lồ á, thì đây chính là giống tôm thiên nhiên, là tôm hùm sen này, tôm hùm bông nè, và ngay cả tôm hùm xanh nữa. Ở đây là nếu mà buổi sáng cả nhà đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu vào cái tháng 3 dương lịch cho đến tháng 6 dương lịch, chỉ là mùa thu hoạch tôm giống. Tôm giống tức là cái con tôm tí hon đấy ha. Dạ, đúng rồi, tôm nhỏ xíu nhưng mà giá trị rất là đắt đỏ luôn. Thì buổi sáng thì mùa nước cạn thì ngư dân ở đây sẽ lấy thúng ra và sẽ vớt những con tôm nhỏ ở vào trong những cái tảng đá san hô được khoét lỗ, giống như là lỗ tổ ong anh. Sẽ cầm lên và coi thử nó nằm ở lỗ nào, sau đó kéo cái dâu nó từ ra. Con tôm giống thì nó to không? Dạ, con tôm giống nó nhỏ xíu xíu à, còn nửa ngón tôm út à. Nó sẽ màu trắng anh ạ. Người ta bán theo chục con hay là tính từng con một? Dạ, tính con ạ. Một con như vậy là hơn 100.000 một con. Hơn 100.000 một con tôm, dạ, giống. Đúng rồi. Hay là anh em mình cũng thử đem mấy cục san hô mình thả xong đó. Rồi mình biết đâu sáng mai mình ra mình gỡ. Kiếm luôn. Em thấy khó quá thì cho thôi đi. Đó là cái điều đặc biệt mà mình mới hỏi anh Hải hồi nãy ấy, là ở đây có rất nhiều cái phao nhỏ nhỏ ấy. Thì người ta buộc cái cục san hô vào đó, sáng mai người ta sẽ ra vớt vào sáng sớm ấy, thì biết đâu là có tôm hùm giống nó nằm ở trong đó thì bán được rất là nhiều tiền. Hơn 100.000 một con. Cả nửa tháng nay là anh em mình ăn tôm hùm rồi, nhưng mà đó là con thành phẩm, còn con giống nó tí hon như này này. Thì anh em mình sẽ đi vào trong đây. Mấy bữa nay ăn hải sản rồi thì hôm nay mình sẽ thưởng thức con dông, tại vì đến với Mũi Né thì dông này là đặc sản nha các bạn. Hôm nay làm một phát combo nguyên dông đi. Nào thì dông nướng muối ớt, dông xào, rồi dông kho. Này cái dông kho xong rồi ăn cơm ngon lắm ấy. Đấy. Một lần trước mình đã review ở đâu nhỉ? Cũng ở đây nhưng mà trên kênh Sapa TV. Còn rất là nhiều các cái quán ăn ở đây các bạn này, đều có cái view bờ biển như này. Nhưng mà hôm nay thì mình tới một cái quán khác, khi mà họ có cái món rông cát các bạn, thì đó là đặc sản của Bình Thuận. Ở đây anh em mình ăn là có thể ngồi cũng nhìn thấy view biển luôn. Tuy nhiên là nó cũng không phải là quá đẹp các bạn, nhưng mà cũng đủ để mình trải nghiệm không khí biển. Nhưng mà đói bụng không mọi người ơi. Mấy anh em mình là vừa đi lái xe trên địa hình cát. Ôi, anh Hải lái khét rồi mọi người ạ. Nhưng mà do lần đầu tiên là không có kinh nghiệm anh em ạ. Cảm giác sợ quá thì há mồm ra thấy một đống cát nó bay vào mồm. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn là các bạn phải vào kênh Sapa TV để xem cái đồi cát mà hôm nay anh em mình trải nghiệm nha. Và mình nghĩ rằng khi mà tới với Bình Thuận, tới với Mũi Né thì các bạn nên tới đồi cát ở hồ Bầu Trắng để trải nghiệm nha, rất là tuyệt vời luôn. Đồi cát ở trên nó đẹp lắm các bạn. Em chơi luôn á. Đây, có bạn nào đang xem kênh mình mà không biết con rông cát là gì không? Thì bây giờ mình cùng xem nha. Có lẽ đây. Là người ở đây mà người am hiểu nhất thì con này chắc là anh Hải. Con này nó ở hang sâu lắm, nếu mà bắt được con này là phải làm bẫy. Làm bẫy và nó rất là nhát nha các bạn. Nó chỉ cần thấy một cái động tĩnh nhỏ thôi là nó chui xuống cát ngay. Chui xuống cát ngay. Nhưng mà nổi tiếng ở đây thì là số lượng của con này là bây giờ giá sao anh? 1,6 triệu một ký. Cái chừng nó cắn vào cái đầu nó kìa. Con này nó cắn anh. Bây giờ mình làm sao xem được nó anh nhỉ? Bắt ra. Nó có cắn anh không? Dạ không. Có cắn nhưng mà phải có ký thịt bắt đây. Một ký khoảng mấy con này? Dạ tùy theo anh. Có nhiều cái size nó lớn. Con nó là nửa ký, có 3 lẻ, 4 lẻ có anh. Chiều 6 một ký, cái điều gì khiến giá thành nó đắt đỏ với anh hả? Dạ, thịt nó ngon anh? Dạ thịt nó ngon ạ. Ủa anh không sợ nó cắn à? Nhìn nó như có thằn lằn này. Thế được. Cho em thêm vài con xem nữa được không? Con nào to nhất ấy, anh bắt ra được em ăn luôn. Cái con này nó không bị đứt đuôi giống như con thằn lằn à anh? Đây này, ôi. Anh
nào cầm được. Con này là hiện tại ở Bình Thuận nuôi rất là nhiều nhưng mà chứ không phải là không nuôi được đâu. Dạ, vẫn nuôi được. Và đây là đặc sản. Nhìn cái màu của nó bằng màu sắc à. Ba con này có tới 1 ký chưa anh? Nó lại có 10 cái màu khác nhau này, anh chuẩn bị thay lông à? Dạ, à, có thể thay da. Thay da. Trời, thay quá. Nhưng mà nuôi con này là bao nhiêu tháng này anh? Con dạ, con này này. Mà con đầu đó. Lâu hả? Cái này nó sống mới động chứ nuôi đó không ấy. Cứ thả vô đó là nó tự sinh sản. Cứ thả vào cái rông này thì mình làm được những món gì anh? Dạ. Con này làm món gì là ngon nhất? Con này làm 3 món anh. Món gì anh? Cái da của nó là bằm súp bánh tráng nè à. Cái mình nướng muối ớt. Hay là nướng cái mình nướng muối mỏi. Nướng muối ớt đi. Dạ. Là trước anh ăn nướng muối ngon lắm. Xé nó dạ. Ăn nó như kiểu là ăn. Rồi còn món gì nữa anh? Dạ. Cô ấy là mình nấu cà ri. Nấu cà ri à? Nấu cà ri ăn cơm thì ngon đấy. Nhưng mà ba con này có đủ không? Hay là phải thêm chứ? Phải thêm mấy người anh? Đây. Chắc phải thêm đi. Bắt thêm hai con nữa đi. Hai con bự. Hai con bự đi. Đấy. Con này là đặc sản là đồ thức ăn nổi tiếng ở Bình Thuận nha các bạn. Nên là các bạn yên tâm. Nó là món ăn. Là mình chủ gỏi. Gỏi xoài á. À gỏi xoài à. Ờ gỏi xoài không anh ăn ngon mà. Đây này. Ui ơi. Bốn món luôn. Có ai dám cầm thử không? Không. À, đi cầm thứ sao đâu? Cầm cái đuôi nó. Cầm đi. Cầm vào đuôi nó thì đừng nóng cắn. Cả thời gian nó chạy mất đây. Cắn em kìa. Cắn chặt nha. Cắn chặt cứng á. Ồ. Giờ con kia giơ tay con kia cắn cho. Cắn thứ đi. Cầm chắc tay vào. Cầm chắc không nó chạy mất là mất mấy trăm ngàn đấy. Con này nó có trứng không anh? Này đưa Diêm đi, Diêm cầm được mà. Con này trống trống đâu có trứng. Anh Diễm sợ à? Về có dám ăn không? Biết nữa. Anh Hải cầm thử nè. Không, không dại. Hải cầm thử. Nào, dư đi thằng nào. Đây, rồi. Đứng ra đây. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến 5 con rông này thành 3 món ăn. Món cà ri này, món nướng này và bằm xúc bánh tráng. 1,6 triệu một ký nha. Rồi, quá đa luôn. Có bao nhiêu con gớm mà lấy hết rồi. Đẹp ha, đây này. Mỗi con nó lại có một cái màu da khác nhau ha. Con này thì đơn thì. Có món gì kho tộ nó ngon nhỉ? Anh ơi, hay là kho cá trình đi. Hôm nay là có món cá trình này. Cá trình này kho nghệ, ăn cơm là quá cháy luôn nha. Được đấy, uy tín, kho ăn cơm rang. Kho với nướng, cá này nó ngon lắm. Nướng là siêu đỉnh luôn. Cái này bán sao em? Cá trình thì bán sao? 68 ngày kia nè. Cho em con to nhất. Bắt ra thử đi anh. Bắt cái vỏ chứ. Ui bắt bằng tay luôn á. Ui nhìn cái mỏi đó. Ui này ai không biết bắt thì đừng có bắt nha. Này có 2 chiếc máy à. Ui. Đây này qua đây. Cái đuôi. Con này mà nó cắn là nhập viện luôn đấy. Ui. Bây giờ hai một nửa thì em làm cho anh nướng nướng với ớt. Nướng với ớt. Còn một nửa thì kho để ăn cơm. Dạ, nấu cà ri hay là nấu cà ri? Kho nghệ. Kho nghệ ăn cơm. Kho thì có ngon không anh? Dạ. Con này kho có ngon không? Dạ, ngon chậm nướng mà. Để cho em xem cái mặt đó được không? Cách trình biến. Nhìn cái mẹ bèn thế. 6,7 một ký anh. Dạ, 6,8. Con này nó có hay cắn gì không anh? Gần 3 ký á. Con này 3 ký. Nó có hay cắn mình không anh? Dạ, con này nếu mà cắn một cái là phải đứt gân á. Đứt gân hả? Ừ. Cái răng nó bén lắm anh coi à. Ôi à. Cái răng của nó dưới đây các bạn. Nếu mà máu nó cái này nó cắn cầm máu không được. Sao lại cầm máu không được anh? Dạ. Cái răng nó cấu kết nó nhọn lắm. À, con à. Ui. Nó dữ lắm. Biết cầm cũng vừa nói xong cơ biết cầm với này cái đuôi của nó rất là khỏe luôn, lâu quá cái đuôi nó cực kỳ khỏe nha, nó quẫy rất là đau đầu bếp mà còn sợ đây các bạn ạ. Con này chắc phải làm 2 món này nhỉ? Dạ. Con này làm được mấy món? Dạ làm được 3 món. Món gì nữa? Nướng nấu lẩu cà ri
Nướng rồi, nướng rồi, nướng mà có nghệ là ok rồi. Dạ, nhá. Không có cà ri ạ. Cà ri mình vừa làm cái cà ri kia rồi. Ở đây mình có một cái món này cũng lâu mình không review, không biết là mọi người có dám ăn không. Con này là cá gì anh? Đây là cá mập. Dòng họ cá mập không phải là cá mập. Con này là con cá ấy mà. Cá nhám. Cá nhám. Nhám mà. Cá nhám à. Con này nó chỉ dòng họ không. Ôi ơi. Con này nấu nấu gì bên mất. Tán lụ. Tạp bánh lù. Tạp bánh lù là món gì anh? Dạ. Nhúng giấm á. Nhúng giấm. À được, bao biết. Rồi. Bao biết, bao biết. Bao nhiêu một ký anh? Bao nhiêu ký? Bao nhiêu ký? Dạ 650. 650 à? Thế là mắc hơn con cá trình một chút. Dạ, bằng giá. À. Hai con bằng giá lại nhau. Đều. Baby sắc 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 sắc. Thế là hôm nay anh em tôi làm tí baby sắc anh em nhá. Ok, anh ơi làm lên món gì mấy. Rồi, lên món bao biết. Rồi. Em đập chết luôn. Hôm nay là mọi người có ăn tôm hùm nữa không? Báo cáo với anh là bọn em ăn tôm hùm năm bữa nay là 15 bữa rồi. Có 15 bữa tôm hùm thôi. Tại vì mình đi đường ven biển đó mọi người, nên là mình review hải sản các tỉnh đó. Hôm nay thì sẽ làm mấy con cá này cho lạ lạ để các bạn xem nó cũng mới mẻ hơn. Rồi ok anh. Ok vào việc. Hôm nay cái món chính mình ăn đó là món rông cát các bạn ạ. Ngoài ra thì mình thêm một vài món lạ nữa. Bữa giờ mình chưa review. Thì ở đây nghêu, thò, ốc, cua, ghẹ đều đầy đủ nha. Không biết là mọi người có muốn ăn thêm các loại ốc gì nữa không? Đó, bao nhiêu cân, con này bao nhiêu cân? Thái muốn ăn món gì nữa? Em thích ăn ngao hay còi. Rồi. Ngao hay còi hấp thái, lá quế, ngon lắm. Ok, cho một phần ngao hay còi hấp thái luôn hả? Rồi món gì nữa Thái? Giờ mọi người chọn một món. Ăn mà người thức ấy. Hào á nè. Hào, chính xác rồi đó. Chị kêu thêm món gì hả? À. Ê mọi người ơi, bây giờ vậy mình gọi thêm một phần hàu nướng phô mai nha anh. À, xong. Bên này có bóng tay nè. À thường người ăn thử con này đi. Con này là thiên nhiên luôn nè. Con chim chép mà đào ở dưới cái cát của mũi ní á. Chim chép đào dưới cát à? Dạ. Bây giờ lấy chim chép với lại cái ngao hai còn mình hấp thái chung luôn đi. Con này ngon lắm, con này ngọt, cực ngọt luôn. Ở Sài Gòn mà ở đâu không có bán không? Tại vì cái này ít. Bữa giờ mình chưa ăn ốc móng tay mà ở đây có ốc móng tay khá là ngon này. Chắc là mình gọi thêm đi. Ốc móng tay sống này là món gì anh? Ốc móng tay sống này con hấp xào bơ tỏi cháy. Xào bơ tỏi con. Xào bơ tỏi ha. Chị cho em một phần này xào bơ tỏi nè. À, cái con chim chép đó với lại ngao hay còi để hấp thái một phần. Dạ. Rồi, lên món thêm em. Bây giờ mình vào bàn nha các bạn ơi. Đây là con rông cát sau khi làm sạch nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nướng mọi. Khoảng bao lâu là chín anh? Dạ, dạ khoảng 5 phút nữa là chín rồi nè. 5 phút. Thường cái món này hiện tại ở Mũi Né mình mọi người ăn nhiều không anh? Dạ. Mọi người từ dân địa phương tới dân Hà Nội luôn. À. Sài Gòn luôn. Cái tỉnh à, đâu ở Sài Gòn vào ăn luôn. Dạ, cái tỉnh ai cũng thích con này hết đấy. Mình đã từng quay cho anh Hải một lần trên kênh Sapa TV rồi các bạn ạ. Nhưng mà lần đầu tiên mình sẽ review trên kênh Phạm Dũng đấy. Con này là đặc sản tại Bình Thuận nha. Con này là số 1 Mũi Né không? Số 1 Mũi Né hả anh? Đặc biệt luôn. Chứng tỏ là người dân đây rất là thích con này. Nhưng mà không phải ai cũng biết. Đặc biệt là khách du lịch chứ các bạn ạ. Còn đây là món cà ri rông cát. Mình dùng cái phần nào của con rông đây? Cái này là mình nấu cái con này. Cá con à? Da mình đem để làm chấm chín vậy ta. Thơm nhờ. Cà ri rông nhé bạn. Còn bên này là món xào xả ớt. Chín chín vậy. Mình xào bằng nước dừa tươi. Bây giờ mời tất cả bạn cùng thưởng thức bữa trưa với anh em mình với đặc sản của Bình Thuận, rông cát.
Nhưng mà phải nói là ngồi ở cái không khí này, ai mà yếu là đừng có ra gió nhé các bạn. Người ta bảo là yếu thì đừng có ra gió đấy. Chuẩn luôn đấy. Đây là mà hôm này anh em tôi là quen với một cái gì đấy nó siêu to khổng lồ rồi. Thì hôm nay là tôi thề với các bác này, này nhìn này. Con này sao mà nhìn trông nó mỏng may thế nhỉ? Nó mỏng thế này nhưng anh mà nhớ là cái hôm mà anh em mình ăn ấy là anh gọi mười mấy. Như là con này nướng ngoại, con này nướng với ớt thì sao ấy. Nhưng mà có một cái điều là hồi nãy em thấy là nhìn cái da nó thì ghê, nhưng mà lột ra vậy thì nhìn thấy ngon. Nhìn nó hấp dẫn. Là không dám cầm đâu, bây giờ là dám cầm mình. Thôi bây giờ anh em mình vào việc đi. Con này là chế được 3 món nhé. Món nướng này, món curry này. Đấy, và đây là món xào xả ớt này. Ai vào việc mình ăn nướng đi để cho nó được. Ăn nướng đi, ăn nướng đi. Em đây em đậy cái vung vào cho nó nóng. Dạ, nóng. Đó quá các bạn ạ. Xong một con muối. Em nghĩ nếu mà ngồi đây mà nhậu là dễ trúng gió lắm. Wow. Không. Thôi ngại lắm. Nhưng mà cái đuôi này nhiều thịt lắm nữa ạ. Đây cái đuôi nhiều thịt nhiều nhỉ. Mà một con vàng hơn, một con trắng hơn nhỉ? Như là đây. Một con là một con là một con là cái thịt nó chắc anh Hải ha. Đây này ăn này. Ôi khác gì mình kiểu xé thịt trâu qua bếp ra đâu. Con này gác bếp luôn, con này là thuộc trọng quá đây. Đấy, vô cái đi, cái này thì chấm với lại là muối ớt cho mọi người. Hai chị em thử đi, con này ngon lắm, đặc sản đây nhá. Thơm á, ăn đặc sản mình thật ngon nha. Gió hôm nay sao gió lớn vậy Thái ha? Dạ hôm nay là gió ít nha anh Dũng, ngày mai là gió nữa, là không biết vì sao năm nay là cứ một tháng bây giờ miền Trung là gió cực kỳ gió luôn, chưa đi biển được luôn. Hôm nay Thái ra với team mà sao lại gió dông bão nổi lên thế này em? Đâu em ra là phải có sự chào đón của biển cả thì phải gió bập bùng á. Thái nhà biển là mọi người đủ hiểu rồi, biển cả. Không, nhưng mà phải nói là cái thịt của con này ăn là nhai từ từ cảm nhận nó rất là ngọt thịt luôn á. Chủ tịch lần đầu tiên ăn món này đúng không chủ tịch? Đúng rồi, lần đầu tiên chị ăn á. Nhưng mà thấy thịt ngọt và rất là thơm. Đây, để mình thử nha, mời các bạn nha. Thịt ngọt ha. Đầu tiên là nó dai, thứ hai là do nướng nó thơm, mà thịt rất là ngọt nữa. Mà xé cái thịt này nó cũng róc róc anh nhỉ? Vừa anh quan sát, ở đây họ nướng là nướng than hoa chứ không phải bỏ lò, nên là rất là thơm. Cái thịt nó chín từ từ không? Anh ăn thử nướng muối ớt xem như nào? Muối ớt cay cay nên là ngon lắm. Thế nào? Cái con này nếu mà nhậu lai dai là mỗi người phải vài ba con á, do rất là ngon luôn. Nếu mà vài ba con là cũng phải là một người là chuẩn bị sẵn 2 triệu anh ạ. Đúng rồi. Con này đắt nhờ. Dạ. Mình từng nghe người dân ở đây nói là trước đây á, nó là món ăn của người nghèo các bạn. Tại vì trước đây ở Bình Thuận này rất là nhiều con rông cát. Nhưng mà sau nhiều năm ăn á, thì bây giờ nó ngoài tự nhiên gần như nó rất là ít. Mà chủ yếu là từ nuôi á. Nhưng mà nuôi con này nó cũng rất là tự nhiên nên là thịt nó ngon lắm các bạn. Chỉ bỏ rau không hả? Nói chung là đợt trước ở đây là dông rất là nhiều là do là cát đắt nhiều. Sau này là do xây nhà nhiều anh Dũng là dông bắt đầu sợ bắt đầu là đi một khoảng thời gian sau cùng là người ta mới nghiên cứu là nuôi dông là vẫn bắt dông tự nhiên sau đó thả vào anh ạ, thả vào cho nó đẻ trứng á, bắt đầu gọi là nuôi nhưng mà nuôi kiểu tự nhiên. Ủa cái đùi kìa, cái đùi này nè là tặng cho Thái. Tại vì đường xá xa xôi đến với anh em đây. Review luôn cái đùi luôn đi cả nhà ơi, mình đang cầm một cái đùi dông nha cả nhà. Mà đùi dông này ăn á là chị Diễm tặng cho mình là không có nướng với ớt, là ăn đúng là chuẩn vị luôn, nướng ngọi luôn. Mà hôm nay Thái biết điều gì không? Thái đã chúc mừng hai em Bơ Bãi Mí chưa? Dạ em có hai món quà sẵn 8 tháng 3 cho Bơ Bãi Mí luôn. Hả? Nhưng mà về tới Sài Gòn rồi. Mùng 8 tháng 3 thì không nói. Hôm nay là Bơ Bãi Mí kênh đạt được nút bạc. Wow, biết khi nào kênh em mới đạt nút bạc. Nói chung là nếu mà em còn ở đây á, thì là em sẽ dắt mọi người và con cả ai mới chúc mừng kênh Bếp Trên Bảng một chầu. Nếu chầu linh đình luôn rồi. Một chầu nè. Một chầu nè. Một chầu rồi. Em còn kinh tế còn eo hẹp cả nhà. Nhưng mà con này không, thật sự luôn là Diễm nói thật với các bạn là thời lần đầu tiên á là mình thấy nó mình rất là sợ. Mình không dám ăn thịt nó.
Nhưng mà khi mà nhìn cái nướng này ra thì Diệp nghĩ là các bạn nên thử cái con này nếu mà đến với Mũi Né. Tại vì cái thịt của nó ăn rất là ngọt thịt và thơm luôn. Mà nướng cái kiểu này nè. Cái món rồng cát này hiện tại nó là món ăn cao cấp ở Mũi Né nha các bạn. Thường thì những đại gia họ hay săn lùng để ăn các bạn ạ. Đại gia à? Ăn. Anh em tôi là tiểu gia nên mà ăn. Ái Mỹ bảo quất luôn. Có giống con gì ở trên bản không Ái Mỹ? Giống con gì mình từng giống ăn không? Thằn lằn. Giống con thằn lằn. Dạ. Là mình đã từng ăn con thằn lằn rồi. Giống là con chuột gì? Con chuột với cô người con mẹ. À, đúng rồi. Mẹ. Các bạn thằn lằn con này ngọt hơn. Ngọt hơn. Ngon hơn thịt chuột nhiều. Nó giống là thịt chuột các bếp hả? Vâng, hơi giống ngon hơn thịt chuột nhiều. Con này con thịt chuột nhiều chứ? Ngọt hơn nhiều, nó mắc hơn. Bởi vì nó mắc hơn gấp bao nhiêu lần con chuột kia rẻ. Mình chưa nói đến vấn đề giá. Nhưng mà vẫn nói vấn đề là thịt thơm mà nó ngọt. Đây, tiếp theo mình ăn món cà ri rông đi. À, cà ri này ha. Cho nó nóng, à, ăn với bánh mì. Cà ri chấm với bánh mì đúng không? Đây. Tại vì ở đây gió lắm các bạn ạ, nên là nó không có giữ nóng được lâu đâu. Đây có cái thìa này. À. Đây. Đảo đều lên. Đây, hơi ít ha. Thôi anh em mình gọi là ăn hương ăn hoa thôi. Cho anh một chút vào đây nè. Cảm ơn em. Bây giờ thì cũng tương đối là đói nên là anh em thông cảm. Mấy cái con này ăn nó lâu no quá anh em ạ. Không, còn con siêu quá trình nữa anh. Mấy cái con siêu to khổng lồ thì chưa mang ra. Đây anh chị review trước đi. À. Thái từ đây. Rồi mời anh em nhá. Rồi. Thử xem mà nhà này nấu cà ri ngon không? Thấy sao anh? Thơm ngon. Thơm không? Chúc anh em mà mình cầm tay luôn. Ăn này con giòn này. Con rông. Con rông. Con giòn Quảng Ngãi luôn rồi. Ngon. Này là của mình với anh Dũng nha. Cái sốt này thơm lắm em ơi. Không biết là mọi người đã ăn trứng dông chưa nhỉ? Cà ri. Đợt trước là em có ăn được trứng của con này nè. Ha. Thì từ lần đầu được ăn em còn hỏi được ăn trứng chưa nữa thì là ảo quá. Anh Dũng thử miếng bánh mì đi. Đây để mình thử nha. Cái sốt cà ri thì dù có nấu với các loại thịt nào nó vẫn ngon các bạn, do cái sốt nó đậm đà và nó béo ngậy, nó thơm. Mời các bạn nha. Sốt này cay cay ha. Cái sốt họ làm ngon. Rồi, đây chấm mà ăn mà kiểu gió hỏi cũng nghiêng người luôn á. Có chắc cái tao mà lấy anh bảo là làm gì nhỉ? Đây, mời cả nhà nhá. Ngon lắm. Gió quá các bạn ạ. Thực sự là mình không biết là các bạn có nghe gió anh em mình trò chuyện hay không, nhưng mà gió ở đây là nó rất là mạnh các bạn ơi. Bình thường đầy nắng và gió. Quán này cho em biết quán trông ngon nha. Đây là lần đầu tiên ăn con rông này nên mà ăn rất là ngon. Em thích thịt ăn rất là ngon. Anh Dũng thử cái đùi, Dũng thử đùi đi, ngon đấy. Ngon lắm. Mình ăn con rông mà cái sóng gió này cảm giác như là trời rông bão ấy nhỉ. Nó mạnh. Nhưng mà anh nhớ vị con này à? Con này là ăn giống kiểu một cái loại thịt rắn, kiểu kiểu na ná giống thịt rắn đấy. Nhưng mà ngon hơn thịt rắn. Ngon hơn, thơm hơn, ngọt hơn. Ăn giống thịt ếch nữa nhưng mà ngon hơn thịt ếch. Giống rất nhiều con. Nhưng mà sau khi ăn xong thì mọi người đã có thể là hiểu rõ tại sao nó lại trở thành đặc sản hiếm có khó tìm của Mũi Né chưa? Tới lúc này là mình nghĩ chưa hiểu lắm đâu. Hết cái dĩa này mới hiểu nè. Đây, cho hai chị em là mỗi hôm nay là vẫn là tiếp tục là ăn mừng nút bạc nha. Đây này, rất là nhiều trong này luôn. Cho hai chị em là hai cái khúc mình. Hai khúc nhiều thịt nhất. Đây, chị Tiên cái da của nó này. Đây, cái này cái đuôi nhỏ mà nó ngon lắm. Đấy, em ăn được rồi. Đừng em ăn cái đuôi to. Gió quá các bạn ạ. Da. Em ăn cái đuôi to này mới ngon này. Yeah. Cái đuôi này nhiều thịt này chị này. Đấy. Ê, chị nói ủa tại sao lại cho chị ăn đuôi không vậy? Ăn đuôi nặng. Nhưng mà đuôi là ngon nhất nha. Cái đuôi là cái phần mà nó cử động nhiều nhất, nó quẫy nhiều nhất. Cắt đi. Cơ nói chắc hơn. Mời cả nhà nha. Ăn mừng lúc bạc của Ái Mỹ có khi phải từ đây về tận Sài Gòn. Vẫn chưa hết. Xào rất là thơm đấy.
em thấm ra. Thấm gia vị mà. Mà hình như em thích nhất là nướng muối ớt sao? Ăn thì nó ngọt hơn hả? Đúng rồi, nó ngọt hơn. Nó thơm, gia vị nó thơm à, mình cảm giác cái món nướng là sẽ là cái món rõ ràng hương vị nhất này, thơm ngon nhất luôn. Hình như là sẽ còn cái món là dông nấu cháo nữa, thì mình cũng dùng những cái vị thịt nguyên bản để mình nấu luôn thì cũng rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì mình không ăn cháo các bạn ạ. Ok, con này được. Riêng món này đầu tiên ăn con này. Lần thứ hai chứ? Lần đầu tiên. Lần đầu sợ quá không dám ăn. Lần đầu tiên là nhìn anh ăn thôi. Hốt quá, đúng không? Sau lần này là nó cũng vất vả đấy. Lần nào đi quay bạn cứ đòi ghé qua đây ăn con này. Không, nhưng mà cái quán này là làm chế biến cái con này ngon này. Rồi mình vô được mấy con to siêu khủng nữa. Con này là đã to chưa? Con to nhất đây là tầm bao nhiêu? Còn to nữa. Đợt trong đợt em nhớ là chị Diễm là quay trong cái chạy nuôi luôn đúng không? Anh quay. Em quay clip đó. Thực ra là mình có một người bạn rất là thân đang là nhà phân phối của món dông này. Nhưng mà do hôm nay là bạn ấy bận rồi nên là mình không có gặp được. Nhưng mà lần sau mình trở lại với Mũi Né thì mình sẽ vào trang trại này, rồi xem tận mắt cái hang ổ con dông giống như là anh Hải đã từng xem. Nhưng mà ăn cái món này là mọi người lưu ý nha. Mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái hương vị rất là ngon. Nhưng khi mà mình ăn xong như thế này này, thật ra giống cảm giác như chưa ăn gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ít đúng không? Mà nó không thấm ở đâu anh ạ. Nó không thấm ở đâu anh em tôi. Chính xác, chính xác. Con này nó, mình đã kêu tới 5 con to rồi. Nhưng mà cảm giác là rất là ít luôn các bạn. Mỗi người chỉ 1-2 miếng là nó hết rồi. Mà mình đây, con cái món này đây. Đây, cho vào đây. Nhưng mà Dũng phải nên thưởng thức một cái đùi của cái miếng xào đây Dũng ạ. Em nó cũng rất là hương vị, thơm ngon. Đây là cái đùi dông nha các bạn. Đó, xào ngon đúng không? Thịt nó thơm mà nó ngọt chứ ha. Đúng rồi. Ngon. Mỗi cái có một cái ngon khác nhau. Con này mà muốn ăn nhiều chỉ có nuôi thôi. Nếu mà mua thì tốn tiền lắm. Ví dụ như mình cũng số tiền 1.000.000 một ký đó, mình có thể mua những cái món hải sản khác mà ăn được rất là nhiều mà no luôn. Nhưng mà riêng đối với món rồng này, con này 1.000.000 một ký rồi nhưng mà ăn cảm giác như chưa ăn gì như bạn Diễm nói. Ăn xong mà ủa mình ăn rồi hả ta? Không thấy thấm tháp rồi đâu hết mọi người. Đây, đây là con gì đây? Đây là ngao hay còi với lại là con chim chép. Thái đây này, nãy Thái gọi đầu tiên là Thái gọi món này nè. Ngao hay gì? Ngao hay còi. Nào nó có hai à, hai cái còi này. Đấy là đầu nó có hai cái luôn đấy. À. Đây chị. Nhưng mà hấp cái nước Thái này ngon ạ. Đây, cái ngao hai còi nó hai cái đầu này đúng không? Nó có hai cái còi đây nè. Còi này mấy còi nhỏ. Ơ anh mới ăn cái còi này chứ. À, phải ăn cái còi này. Đúng rồi. Chợt mới cái thứ hai cái đầu nó ngon nhất đấy. Có phải nhá luôn cái này không em? Không, nhá luôn anh. Em ngay chị. Ôi, chín hả anh, cho qua đây luôn. Vào việc luôn, vào việc luôn. Cái trình này anh. Tao nhìn ngon quá ha. Ồ, vừa nướng xong anh Hải ơi. Ôi, đã nhờ. Đang nóng lắm. Ở đây ấy, khi mà mình ra quan sát, mình thấy là ở đây họ nướng cá trình là họ nướng không phải là phết sốt ngay từ đầu đâu nhá. Mà nướng cho nó khô, nó chín hẳn đi. Sau đó mình quyết một lớp sốt vào. Gần như là nướng mọi rồi mới phết sốt lên. Chính xác. Bây giờ mỗi anh em mình làm một miếng đi. Đúng rồi. Nào, còn các bạn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Chào Dũng nha. Em với anh Dũng sang chung một miếng. Này, em ơi. Hai chị em chung quá chứ chắc lắm ấy. Thái nhà biển đâu? Ui. Đây sẽ để cho bạn Dũng và bạn Diễm mình to nhất này luôn. Em với anh Dũng đây. Rồi hai anh chị đi. Đây, đây Thái. Dạ. Trời ơi cái lớp da nó kìa. Trình à. Đây Thái review thử xem nào. Thái review trước đi. Sau mấy tháng không gặp nhau thì để xem Thái review như nào nha. Đây là miếng cá trình mà phải nói là cái da của nó rất là nhiều. Nhìn miếng cá trình nhớ tới con trăng của nhà chị Diễm, sợ ơi là sợ luôn. Đây. Em bữa nào xuống thăm nó đi. Không em xuống đâu. Đây mời cả nhà dùng nha. Mà ngon nhất là cái lớp da cả nhà. Mình sẽ ăn mình nó rất là giòn. Ủa. Đây là này phải đi gặp thầy rồi.
Rút kinh nghiệm. Mình ngồi cạnh phát này rút kinh nghiệm ngay. Đây. Cái da này. Đây cái da này, anh em thấy nó có một cái lượng mỡ này, rất là nhiều luôn. Đây. Đây cái da này nó ngon. Nhưng mà để da này để thử thức sau đây, lấy cho chủ tịch. Đấy em ăn ngay đi, đừng để ăn da. Da nó béo quá. Con này mình phải ăn nóng ăn nguội nó chứ ăn. Thế sao? Dài. Không. Thịt thơm. Mời anh em nhá. Này. Thịt thơm nó dai dai theo kiểu cũng dễ ăn, không phải là dai hẳn. Đúng không? Anh chị em nghe lời anh. Nên bỏ cái lớp da ra, bởi vì lớp da nó quá nhiều mỡ. Mình ăn ăn không cái này nó mới là chất này. Mình da nó ngon chưa? Đâu để da giò ngon lắm, giò lắm. Bơ ban bí thử đi. Nhà bơ ban bí thử nào. Anh thử con da ta luôn đi. Em ăn da luôn. À, ăn là thu hộp giò rồi. Mời cả nhà nha. Da dai quá. Không cắn được. Đến lượt em đi. Cũng lừa da ra thôi. Con này là mình phải làm các món om á, om chuối này kia ha. Da nó dai lắm đấy. Ăn những con này hôm nay nó tối thiểu con hôm qua là mình chẳng có ba cá. Con này thì dai hơn một giáp luôn. Không, nhưng cái thịt của nó lại không dai bằng nó. Ngon. Và chấm với cái nước muối ở đây ngon này. Hôm nay hình như là xóm Chài chỗ nhà Thái cũng không có đi biển đúng không Thái? Dạ đúng rồi ạ, nghỉ cũng lâu lắm rồi chưa đi lại luôn anh. Tại vì sóng to gió lớn đó các bạn ạ. Nên là cái mùa này các bạn nhìn này. Đấy. Gần như trước mặt mình là không có một con tàu nào luôn. Do là mọi người vào bờ hết rồi. Không, cái con cá bò hôm qua thì nó dai thực sự. À. Dai theo kiểu là ăn nó rất là đó, dai. Đó bạn Diễm nha. Châu. Nhưng mà con mời cá này nha. Giòn lắm anh ạ. Vô. Vô. Nướng này nó thơm ha. Thịt dai á, mình nhai mà cảm nhận nó dai dai mà nó ngọt thịt. Em muốn thích con này kho nghệ hơn. Món kho nghệ mình đâu? Cơm á. Kho nghệ mình đâu nhỉ? Có đây cũng món này. Em phải cho cái món baby shark vào đây trước đi. Đấy, xong rồi anh em mình thử thức cái món móng tay. Đây là nồi nước dùng. Cho cá đó là nhúng đó không anh? Cho xương của nó ngọt. Đây là xương baby shark nha anh em nha. Cho nồi nước lẩu hơi nhiều quá. Da nó nè. Da nó là nhiều mơ lắm ấy. Cái này gọi là món tả phiến lù, cá nhám. Thì mình cảm nhận là nó cũng giống như lẩu các bạn. Ui, bao tử đó này. Gan này. Cái ngon nhất là cái này. Cho mấy cái da vô để hòa mọi người. Tại vì nó là cá nhám mà. Mình ăn coi nó có nhám không. Rồi, một đây, bữa đi rồi cái này nữa. Cá này một hồi, cái thịt nữa thì mình sẽ nhúng ha. Đây. Rồi, ok. Rồi, đậy vung vào. Mời anh em ăn ốc móng tay. Nhưng mà tại sao gọi là ốc móng tay nhỉ? Nó như ngón tay. Ngón tay này. À. Mời anh em nha. Anh ăn ốc móng chân chưa? Tại vì nó giống như cái ngón chân, gọi là ốc móng chân. Đây là ốc móng tay. Mời cả nhà nha. Ốc trước này. Anh ăn cái loại này á, nó hay bị sạn lắm. Sợ á, mình cũng không dám ăn. Cá đấy. Nhưng mà hôm nay là ok đấy. Hai bạn thử không? Đây. Bơ ai mí thử thế nào? Dạ vâng. Nào. Đồ em ốc này ngon lắm. Ngon lắm. Ốc xào bơ thơm. Xào bơ tỏi. Bơ tỏi. Ngon lắm. Này mời Dũng con đi. Đây. Ốc móng tay này nó tươi sống các bạn ạ. Nên là ăn nó giòn lắm. Mời các bạn nha. Ốc móng tay này mà lặn lên. Một lần lặn lên không phải là vài trăm tấn. Ở dưới Bình Châu á. Một lần lên là vài trăm tấn luôn.
ăn nhiều quá. Dạ. Cái con này á mình ấn tượng là tại vì nếu mình mua hàng tươi sống cái này á là thịt nó cực kỳ giòn và cực kỳ ngọt. Nhưng mà cái này họ đánh bắt kiểu gì? Dạ ở dưới biển sụp ngậm cái ống oxy thế này xong rồi đưa xuống cái dưới cát sụp lên để cho nó nhảy lên xong rồi mình lấy. Nó có một cái giòi mà mình sụp cái nước xuống biển xong rồi nó cái con móng tay là nó chui lên. Em lấy cho hai mí bơ mỗi người mấy con đó đi. Em thấy người có ta bắt xuống Bình Châu á. Sao lấy từ Đây này. Em xin phép ăn con này nha. Nó vàng rồi lấy rồi dễ các bạn ạ. Rồi. Chấm một chút muối ớt xanh ha. Đây. Các bạn Diễm nha. À bơ tỏi thơm chủ tịch nhá. Thơm. Thơm mà nó đậm đà. Nó xào đồ ăn ngon á. Được. Không nhà này chế biến đồ ăn ngon. Chỉ là hơi gió một chút rồi các bạn. Mở kè mà. Ăn dễ mà. Nếu mà không gió view đẹp lắm ha. Anh thu gió tạm ngừng một tí thôi mà. Ngừng gió nào. Thân gió. Thân gió là gì? Thân gió tức là gì nhỉ? Thân gió luôn nha. Thân gió. À, thân gió ơi, thân gió cho gió to lên. Bởi vì là mình không có khả năng bảo thân gió dừng lại mà hãy cho to lên đi. Mình tưởng là hết món ăn về rông rồi các bạn ạ, nhưng mà vẫn quên một món, đó là món gỏi rông. Thì cái này người ta sẽ dùng cái phần da và có một chút thịt nữa với xoài làm gỏi. Không, rông hình như là còn hai món nữa. À một món này với lại một món hình như là cái da của nó xào với sao ấy. Đúng không? Cái này là bông hành nè anh Dũng đúng không? Cái này bông hành đấy. Cái món này là món chống ngấy nha anh em nhá. Không, anh nói thế không đúng. Món này là món nhậu. Nhậu rượu á anh ạ. Bia cũng ngon. Thôi anh em mình vô đi. Em ơi em. Nào. 1 2 3 vô. Ôi, nhưng mà con rông của anh nó lại rơi thôi. Lần đầu tiên mà thấy có trộn hành gì luôn á trời. Bông hành kìa. Ê anh. Ôi trời ơi. Đồ mới gấp nha. Em ơi. Ngon quá nhưng mà cái này là cho nhiều muối ấy, phải cần biển ạ. Mặn á. Cơm cũng ngon rồi. Cơm cháy á. Hơi mặn đúng không? Hơi lỡ tay. Hơi nhiều nước mắm một chút. Nó mà cái xương bằng. Này phải gì nó ngon à. Luôn nhỉ? Cái món này mà nếu giảm mà. Gió. Gió phà phà. Mong là các bạn thông cảm về độ ồn của âm thanh ngày hôm nay do gió lớn quá mà mình đang ngồi ngay sát mặt biển nữa. Thật ra cái gỏi á, cái gỏi này là nếu mà trộn với xoài theo kiểu đơn giản học thôi một tí thì sẽ rất là ngon. Ở đây người ta cho cái hành tây này, cái hành lá vô tươi á, cho nên là bạn nào không quen thì nó sẽ có cái mùi hơi hăng của cái lá hành và ở đây thì làm hơi mặn một tí thôi. Con rông thì phải nói là quá tuyệt vời về cái hương vị thịt thì các bạn. Chỉ có điều là cái cách làm là mỗi nơi mỗi khác nhau. Viên nãy giờ rất ngon nha. Món này thì vừa được thôi, chưa đạt. Nhà đến tí thì tuyệt vời. So với ba món mình nãy mình ăn thì ba món kia ngon hơn. Ba món kia ngon hơn. Thích vẫn thích nhất là món nướng. Diễm mày vô, mày vô. Ăn nhá. Chính rồi bà con ơi. Thơm quá. Rồi chén trước đi rồi mình nhúng thịt vô anh ha. Họ làm cái tả ví lù này nhìn hấp dẫn đấy nha. Giống canh cà chua ấy. Cho anh ít cá nhiều nước em nhé. Có cả cái phần trứng họ đánh vào đó các bạn. Nước. Anh muốn ăn vi cá mập không? Không. Anh ăn nước thôi. Không nhưng mà thử một miếng cái da cá nhám ấy. Coi là cái da cá này nó có gì đặc biệt nha. Người ta gọi là khôn ăn cái, dạy để ăn nước. Mùi thấy mùi thơm quá. Thơm quá. Ngón tay thử nha. Nó chỉ ít nước nha. Nóng quá. Món này ngon đấy. Rồi, ok rồi đấy. Đúng là món tả bế lù nha mạng. Không biết được nào mà review luôn đấy. Không biết hương vị nó kiểu gì. Tả bế lù. Chị thưởng cái da trước ấy, cái da cá nhám này. Đây mời anh em. Wow, cái da nó cái trong. Cái da của nó rất là trong mà cái lượng mỡ nó chảy ra cũng tương đối là nhiều. Mời anh em. Cảm nhận thế nào? Nó có nhám không anh? Không nhám. Cái lượng mỡ nó quyện luôn vào chân răng em ạ. Đúng không? Ăn cái này là nhiều collagen lắm chủ tịch. Đây, bây giờ phần thịt này, thịt bụng nó này. Mời anh em nhá. Nhưng mà cá này ngon thật đấy. Ăn cái da của nó cũng mềm, dễ ăn.
Mẹ Thái có thử miếng da đó mẹ Thái. Ngậm cái em đều nước chua chua vào ấy. Một cái miếng da hết ấy. Wow, cái da em to lắm. Wow. Da này ăn ngon hơn nãy da con cá trình này cả nhà. Dễ cắn hơn được. Baby sắc 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 sắc. Bây giờ mình còn bao nhiêu cá thì mình cho vô hết. Nhưng luôn. Nhưng mà phải nói là rất là ngọt, thơm, ngon. Đậm đà. Không đậm, cái nồi này ok, không đậm đà bằng cái gọi. Cái này chua chua ngọt ngọt đấy, chua ngọt luôn. Chua chua ngọt thì ăn lắm. Này mà chan với cơm thì chấm hết luôn đấy. Dũng em ơi, cho cơm với cá kho đi. Thử da đây coi sao. Đây không phải là da bao tử. Dạ, bao tử đấy, cái đỏ lắm ấy. May mắn nó mới được ăn chút cái này đấy. Dạ. Ngon đó. Thịt bắp này mềm mềm. Tại vì là thế là nó ăn ngon. Sang con cá này thì nó dễ ăn hơn con cá này. Nóng hơi, nóng hơi. Cái này nó có một cái lượng mỡ ở trên bề mặt nên là nó giữ nhiệt. Mọi người ăn cẩn thận, nó mỏng. Không, nhưng mà nước ngon nha. Nước là ngon. Nước là ngon quá. À. Cái này mà giờ cho gói mì hay nước này mà cho ăn cơm mà chấm hết luôn. Anh em mình vẫn còn cơm trắng ăn với cá trình kho. À. Kho nghệ. Cái thịt của con cá này nó cứ mềm 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 mọi người. Ăn không được, nó tê trong miệng. Nhưng mà nếu mà mình ăn cái món này nha, mình chờ cái món khai nữa kho nghệ cho thế nào. Nhưng mà đầu bếp ở đây nấu rồi ăn khá là ngon. Em sau này tới đây em mở nhà hàng em nên bế bếp trưởng đi về. Anh có làm với em không? Vào việc. Anh em tôi ngày nào bắt tay như bổ củi mà chết bắt nhà nào. Nhà hàng không biết khi nào có, nhưng mà ngày nào cũng bắt tay. À, anh em cứ làm việc sáng nay khi mà mình nói đùa với Thái Nhà Biển thì Thái Nhà Biển nói là 30 tháng 4 này khai trương là đẹp đấy. Nhưng mà bây giờ dự án đang còn trên giấy thôi. À? Em ơi, đây là món da. Da rồng, da rồng bằm. À, em ơi cho anh mượn cái bánh kia đây. Thế là hôm nay mình có 5 món về rồng. Cuốn bánh tráng này. Không phải cuốn bánh tráng đâu, nó phải xúc thế là, cái này, xúc này. Bây giờ anh em mình phải rút lại cái lời nói là ăn mà cảm giác như là chưa ăn gì ấy. Là do là mình mới ăn có 3 món à. Đây. Tới món này nữa em nghĩ là no luôn ấy. À, không biết là mọi người ăn như nào nhưng mà ngoài Bắc mà những cái món mà như chim câu hay là cái gì là bằm bằm kiểu này ấy, là hay ăn lấy cái này xúc ăn. Dạ ấm á. Quá mà nhậu bia này chấm hết luôn. Không em uống rượu cơ. Có cái này hả? Có cái này thì mình có chứ anh. Đây, đây em mượn anh. Đây là con cái da em. Để ta à, ra để ăn. Thì ai đây chưa? Đây, đây, đây. Dùng cái bên miếng này đây. Ừ. Wow, cho nhiều vào ăn nó mới đã. Mời anh chị ạ. Ai mới ăn trước đi. Nhưng mà nhìn ra nó cứ còn vẫn còn màu sắc của con lúc nãy sống ấy. Nhìn đúng rồi ấy, vẫn còn nhiều màu sắc. Không dám ăn. Con ra đây ăn đi. Em bảo nhìn không dám ăn nhưng mà không ra ăn như ăn miếng to. Hơi cay cay, hơi giòn giòn. Anh miếng quá, anh còn lấy luôn đấy. Đây, mở cả nhà nhá. Đây, đây là chủ tịch. Không, không, em không ăn nữa đâu. Thực ra là đang định bó cua như này nhưng mà bà chủ tịch rất đỉnh đòn. Em lên lấy một miếng. Mời bạn Dũng. Thầy bạn Dũng là Dũng ăn miếng này là nhớ luôn. À. Ăn miếng này xong là nhớ con rông luôn đúng không anh? À. Tại vì miếng cuối cùng cái phần da rồi các bạn ạ. Chứng tỏ là con rông này gần như không bỏ cái gì. Mời các bạn nha. Da rông bằm, xúc bánh tráng. Có cả hành này, rồi đậu phộng này. Đậu phộng này. Nhiều lắm. Ngon ha. Tuyệt vời. Ăn cái da nó hơi dai, nó hơi thật thật trong miệng mình, nó giống như là sụn á. À, cá kho em đã ngon. Đây, đâu vào đây. Sao
Sao nghe đi cơm giang nghe ngập ơi. Mình là cá kho là xin cơm giang ngay không? Ôi cái nồi này ăn thì chấm hết luôn. Có nghệ em, nó có tổ. Đây bên đó không nồi, để đó nồi liền. Đấy để ra, ở ra đây được, được. Ba nồi luôn hả em? Ừ. Rồi cảm ơn em. Đây có cơm trắng đây rồi, mình ăn cơm trắng. Bát cơm trắng. Ai ăn cơm trắng thì ăn nhá. Đây xin phép anh em tôi review quả nồi cá trình. Đúng rồi, nó thơm. Quá đa luôn. Nhưng cái da nó mềm hơn không? Hả? Ôi. Này. Này là kho quẹt này. Kho kiểu kho quẹt à? Chứ không phải kho nghệ như mình. Mình mong muốn đúng không? Tôi xin phép anh chị em nhá. Cơm trắng đi. Mình làm miếng đầu tiên. Thưa anh. Bỏ máy, không nói được bỏng. Cái này nó có mỡ. Ăn xin 5 phút đúng không? Hả? Ăn xin 5 phút im lặng. Nóng. Ôi đây này. Đấy, cho tí nước ở sót dưới mặt. Đấy, được rồi. Đây là phải 2 chén không? Thank you em. Đấy, hai đứa này chị chơi cái cá đây ạ. Đây, sốt nha. Sốt nữa hả? Ôi này, coi sữa thịt của nó này. Đã nhờ. Đang đòi đói. Vừa ăn mấy con rông rồi nhưng mà chưa xin nhê gì. Ăn mấy con rông mà chưa xin nhê gì. Chưa no. Phải ăn một bát cơm ăn với thịt này này. Đấy, ăn với cá. Ăn. Cá này là cá trình này nha. Cái da nó cắt nhỏ nhỏ mình dễ ăn ha. Rồi cho miếng nước sốt lên nha. Rồi, đi lên. Rồi em xin. Nói bắt. Thử một cá kho à. Đừng lắm. Cố lên. Dài đúng không? Dài mà nóng nữa. Dài nóng quá. Mẹ thích nhất là ăn cơm với cá kho này ăn rất là ngon luôn. Mà rất là có cơm á. Anh em mình còn tới 3 niêu nên là mọi người có thể mở cái niêu ra để lấy thêm cá vào nước sốt nó mới ngon. Anh chị ăn bên này nha. Hả? Đây. Rồi này, ăn. Đây cá này mọi người ăn là cũng như vị nên vẫn là vẫn có xương răm đó nha. Mà nếu mà họ kho họ chừa thêm miếng nước sốt nữa thì ngon ha. Để mình chan. Nhìn nước sốt cũng ngon. Chan ăn cơm ngon. Anh Dũng giờ tí nha. Đầu tiên ăn miếng cơm với cái nước kho. Rồi. Ở quê em á, cá trình cuồng có một món đó là răm sả ớt à. Răm keo lại. Xong rồi lấy cơm mà cơm cháy gì là chạy xong rồi chấm được luôn. Cái da con này á, kho á, ăn cực kỳ ngon nha. Nó đậm đà và nó hơi giòn chứ nó không có bị dai như cái mình nướng lúc nãy đâu. Cái nước sốt này hơi béo béo ăn không? Khi mọi người cắn mọi người vẫn nghĩ là cái da này nó cứng không ăn được nhưng không phải đâu. Nó giòn mà cắn theo thứ ở trong mồm người nó vẫn là giòn đấy. Bọn này ăn cơm không? Đúng mà. Dũng mà thưởng thức cái này. Chắc là Dũng phải làm thêm mấy bát đấy. Chắc chắn là sau clip này thì mình phải làm tầm 2 chén cơm với cái cá trình kho này các bạn. Ngon lắm, thơm. Là một bát luôn Dũng ạ. Cái món này mà không ăn cơm thì hơi phí. Hôm nay là mình phải cảm ơn Thái Nhà Biển rất là nhiều. Dành thời gian là đi từ Sài Gòn ra đây nhé bạn. Để gặp anh em mình vào sáng ngày hôm nay ở Bình Thuận. Tại vì đây là quê hương của Thái Nhà Biển. Tuy nhiên là anh em mình sẽ hẹn gặp lại nhau ở Sài Gòn để có thể có nhiều bữa ăn hoành tráng hơn nữa. Bữa giờ mình đi ven biển thì mình đã ăn quá nhiều hải sản rồi. Thì hy vọng là mình sẽ có những món mới khi mà mình về với Sài Gòn này hoặc là đi xuống miền Tây. Còn đây là cái cung đường ven biển thì mình sẽ ăn hải sản hơi nhiều một chút. Tuy nhiên hôm nay là một cái món rất là lạ mà lần đầu tiên mình review. Đặc biệt nhất đó là món rông cát. Thì khi mà tới với Bình Thuận thì rông cát là đặc sản các bạn. Hy vọng là khi mà xem cái clip này thì các bạn sẽ có dịp tới đây để ăn cái món rông cát này. Ngon thật sự các bạn ạ. Nói chung là giá hơi cao nhưng mà ngon. Trong những ngày tới thì anh em mình sẽ còn rất là nhiều đại tiệc nhé các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo anh em mình nha. Bye.